Mình với chị Hằng xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì hai chị em mình đang có mặt tại ấp Phú An, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để phát 17 phần quà nè các bạn cho bà con dân nghèo tại đây, do anh Trường Quỳnh ủng hộ cho cái phần quà hôm nay nha các bạn. Đây, mấy phần quà này là của anh Trường Quỳnh ủng hộ đó, còn mấy chị em mình đi mua về rồi để tại đây nè. Phần quà hôm nay thì gồm có 10 ký gạo mình chắc bên kia, thùng mì nữa. Rồi, đây một ít đồ nêm nếm thì trong đó có đường, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm với lại nước tương. Nay mình không có phát tại ấp như mấy lần trước nữa các bạn, mình sẽ di chuyển tới từng nhà luôn cho các bạn và anh Trường Quỳnh xem rõ hoàn cảnh của từng nhà nha. Bây giờ mình đi luôn hết, mình chắc đồ lên xe đi hết chị. Gạo mình cũng khui ra rồi, bây giờ mình nay hôm nay có cái anh tên gì anh Tùng á sẽ hỗ trợ mấy chị em mình để đi phát quà nha. Rồi, đi. Chắc gạo lên xe đi. Đây, đem đồ mình xuống. Chỗ mình để gạo được nữa không ta? Ba bao đi, được rồi. Rồi đây là cái nhà đầu tiên mà mình tới nha các bạn. Đây thì the. À. Rồi con chào bà nha bà ba. Cái bà thì bá bệnh rồi, giờ bá nằm chở rồi nội đây luôn đi. Hai bà làm sao với nhau vậy? Chị em ruột nhưng mà bà bệnh này hả? Rồi bà ngồi xuống xíu với con nha bà ba. Rồi, ngồi xuống. Nay con tới thì có một cái phần quà của anh Trường Quỳnh có gửi đến cho nhà bà ba đó, là gồm có 10 ký gạo, một thùng mì này và đồ nêm nếm nha bà ba. Bà ba bảo anh chị vô hỏi, chị làm sao với bà ba vậy chị? Cái này là chị vô em hỏi vài câu nha, tại vì em sợ bà ba không nghe rõ đó. Dạ. Thì Nói gì? Để con nói chuyện với chị nha. Rồi nhà mình có mấy người chị? Tổng cộng là 7 người. 7 người. À rồi nay bà ba vậy, còn bà đó là thứ mấy chị? Ngày thứ hai. À nhà hai bà là sống ở chung. Ở riêng bên kia mà giờ nhà bà sập rồi, giờ bà bệnh, giờ về cho bà qua đây ở. Bà bệnh lâu chưa chị? 2 tháng mấy rồi. Bà bị sao chị? Ban đầu thì bà bị sốt tê liệt á. Rồi yeah. Hết, trả đi lấy thuốc hết rồi cái giờ quay lại giờ cũng như là bả ngại già rồi bả không còn biết gì trơn á, rồi cái bả bệnh nó cái giờ cái đít của bả nó lõm một lỗ à, nó bị lủng. Dạ. Chị hai chứ bả đau bả nằm ì rồi nè. Còn bà ba có bị sao không chị? Bả bị xe đụng gãy hai giờ chị đi và sức cực thủy. Hai bà cũng khổ ghê hả chị? Bị bao nhiêu số trên thiết mà bị xe đụng rồi cái người ta đi người ta bỏ, người ta không đền tiền. Không có đền, nhưng mà bà có bà chị ở ngoài á, bà chặn đường lại rồi đền tao được có 11 triệu gì rồi cái rồi xong rồi trả bà đi rồi xuất viện về là từ đó trở sau mình lo không. Dạ, thì cũng khổ quá chị. Hôm nay em tới cũng có phần quà nha, cho bà ba với bà hai ăn nha chị. Dạ, giúp đỡ cho gia đình chị á. Dạ, cho bà ba với bà hai nha. Dạ, dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Đi với bà. Đi với bà. Dạ. Con chúc bà ba với bà hai mau hết bệnh nha. Dạ, con đi nha. Bà nằm ngoài kìa, bà đau. Dạ, bà đau quá đau rồi. Đau giống bà cô em hồi đó. Con đi nha. Rồi bây giờ là cái hộ thứ hai là nó nằm ở đây luôn hả anh Tùng? Rồi vậy mình để cầm bằng nặng tiếp cho. Rồi cầm tiếp em bao gạo nha. Cầm thêm cái đồ nêm nếm này nữa. Rồi cầm rồi. Rồi cầm tiếp xong bằng nặng. Kiếm vô nhà nè kiếm. Ở khúc này có hai nhà giữa là gì đó hả? Ồ cái này là cái gì vậy? Cái bếp hả? Cái bếp đây nè, chị ăn bữa sau thì mới đem về trước đó. Nhà gì bị sập hay gì? Con chào gì nha. Dạ. Bà thứ mấy bà? Thứ ba. Rồi con chào bà ba. Cảm ơn mấy cô nhiều. Nay con tới thì có một cái phần quà của đây anh Trường Quỳnh gửi tặng cho bà ba nha. 10 ký gạo, thùng mì, đồ nêm nếm, bà ba ngồi xuống đúng không? Chị đây là dạ, con gái gì đó. Nhà có hai mẹ con dạ, hả bà ba? Con mà thiếu máu cơ tim bệnh hoài em ơi. Rồi cái nhà gì sao mà sập vậy? Không, cái bếp nó sập chứ. Cái bếp hả? Cái bếp á hả? Sao cái bếp nó sập, nó mục quá, mục quá gì? Mục quá. Rồi mưa hả? Có mưa không mà nó mưa giông á. Hôm gì nằm dưới sở nhà sập dẹp dép.
Dạ, cũng may không có nhà ông thôi. Dạ, cũng khổ quá. Cảm ơn cô với dạ. Chú nhiều hết. Dạ, dì ăn lấy thảo với con nha. Dì có đi làm gì không? Không, dì bị nhức khớp. Còn chị, chỉ có đi làm gì không? Có khờ lắm, nó không có làm gì hết. À, hai mẹ con cũng nhờ cô bác cho gạo này kia ăn đó. Không đi làm gì hết, rồi tiền đâu mình cá mắm. Nó có viện trợ nhà nước cho nó tiền khuyết tật tháng được 405 đấy. Có 405 ngày mà mình sống một tháng thôi. Cô uống nó còn cá đồ thêm với cô bác cho gạo vậy nè. Vì gạo gì ăn đủ. Dạ. Với cô bác cho này kia đó gì ăn. Với chị em ta làm rẫy này kia đó. Để cho này kia ăn. Con cháu đây con cháu. Ủa chị bị gì lâu chưa bà? Lâu nhỏ tới giờ luôn. Vậy là bẩm sinh đó. Dạ, bẩm sinh nhẹ chứ. Dạ. Thì thôi nay có phần quà rồi con gửi bà với chị ở đây ăn với Thảo với con với chị nha. Chúc dạ, của anh Bình Trường. Dạ, với chị với mấy em. Dạ, con cũng chúc cho bà mau hết bệnh nha, bà có đi làm được. Dạ. Dạ, rồi con chào chị nha. Em đi nha chị. Chúc gia đình mấy em khỏe nha. Dạ. Thì mình với chị Hằng đi giữa đường đó các bạn, thì gặp cái dì Sứa đây nè. Thì dì nhà ở đâu, dì tuốt trong đồng lắm phải không? Trong đồng không có vô được, cái này cũng tối rồi nên thôi con gửi cho dì cái phần quà nha. Cái anh Trường Quỳnh gửi cho dì đó. Đây đồ nêm nếm nè, rồi gạo, rồi mì nữa. Rồi dì có đem về hết được không? Gửi nữa đó. À gửi rồi nữa nè. Dạ, dì bao nhiêu tuổi rồi? Tôi con mèo. Mèo. Dạ, rồi sao dì đi đâu đi đây vậy? Đi bẻ rau muống bán. Dì hả? Dì bẻ không có tiền. Không có tiền à, dì ở với ai? Ở với chồng với con mà chồng tay biến rồi. Dạ, chồng tay biến có mình nên nuôi. Còn con gì có gửi tiền cho gì không? Không. Không luôn hả? Con nó có chồng rồi, có thằng thì nó hơi khùng. Dạ. Rồi không ai gửi tiền cho gì hết, rồi đi hái rau muống bán ngày được nhiêu tiền? Đủ tiền mua tương rồi. Đủ tiền mua đồ ăn cũng không đủ sống. Chỉ có tiền trợ cấp hàng tháng không? Có mà ở ngoài xã lâu lâu mới cấp lần. Dạ, vậy thôi nay con cũng có phần quà gửi cho dì đó, của anh Trường Quỳnh gửi đó. Dì ăn lấy hảo với con nha. Dạ, chúc dì đi hái rau muống bán thiệt nhiều tiền nha. Nha. Dạ, gán mua thuốc bệnh, uống hết bệnh nha. Rồi, gửi. Dạ, cái dây gì bị gì dữ vậy? Gánh nặng hay sao? Không cho nói. Dạ, không cho nói được. Dạ, rồi. Rồi, rồi. Dạ. Đem đồ gì lên đây là đằng kia nha, gửi lên nhà kia nha. Rồi đi. Có ai ở nhà không? Em chào chị Thúy. Chị. Chào cưng nha, ra đây ngồi chị xíu nha. Nhà có mấy mẹ con lận? Nhà 4 mẹ con. Ờ 4. Chị xã đi làm. Em chào chị, gọi xíu đi, gọi xíu đây chơi chị nha. Này em có một anh đó tên là Trường Quỳnh đó, chị có gửi cho gia đình chị cái phần quà gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì. Dạ. Đó, đồ nêm nếm nữa. Thì không ngày chị làm gì chị? Cái này ha, cái giò lúc em bị té á, nó lật bên chè cái bó thuốc cái nó thôi nghỉ chừng năm cho nó hết cái hai đi màng mới hết con tháng đi màng đó, bây giờ nó giãn rồi đặng rồi đó. Nó giãn ra. Cái bắt đầu giờ đi lội sình đâu được đâu, lội về cái bắt đầu dở cái giò nó lên cứng đơ vậy. Mà cái này mùa này không có ai đi hái ớt gì được trơn. Dạ. Không nên. Mùa giờ không hả? Dạ. Còn nuôi ba bé này lớn rồi có đi mặn gì chị? Mấy chưa còn học quá. Tối không đi học. Học lớp mấy rồi? Dạ tới trường lớp 9 rồi. À lớp 9. Còn hai bé này còn thêm đứa nữa hả chị? Dạ không, có hai đứa, ba đứa. Vậy là ba đứa. Nuôi ba đứa chứ cũng cực hả chị? Dạ. Dạ. Rồi mình nên bé này cũng đi học ba đứa. Ba đứa đó nào cũng đi học chứ. Mình nên chị nuôi ba đứa xã đi mà. À nuôi 4 người luôn cũng khó khăn hả chị? Cái này khó khăn với lại mất chừng ông ngoại á, đâu có đi ăn từ đâu mà ông làm gì người. Dạ cũng khổ, thì thôi chị lấy cái phần quà này cho mấy đứa rồi ăn nha. Chị lấy hảo với em nha. Dạ em với chị Hằng đi nha chị. Chào chị nha, chào mấy đứa nha, bye bye. Thú ơi, có nhà thú mở mở đèn nha. Quay tặng quà chút xíu rồi. Chào anh nha. Con chào bà. Đây bà Trần Thị Sinh. À. Chào bà. Anh mở cái đèn lên cho nó sáng sáng xíu để. Dạ rồi. Chào bà. Nay con tới thì có một cái phần quà đó của anh Trường Quỳnh gửi cho bà đây. Có 10 kg gạo, thùng mì với đồ nêm nếm nha bà. Bà bệnh gì hả? Em bị bệnh hả? Em bị nằm hả?
Bà nhiêu tuổi rồi? Mấy hả? Bà không nhớ hả? Bà sống với ai? Trong nhà người ta không? À, giờ bà đang mệt hả? Không mệt rồi, đi không thôi. Dạ, vậy thôi bà nằm nghỉ đi nha, con gửi phần quà ở đây nha, bà kêu con bà nấu cho bà ăn cơm nha. Dạ, con đi nha, chào bà nha. Đi nha. Đi nha. Bà Út bị gì vậy? Té gãy tay hả? Gãy tay lâu rồi. Bố có đi khám không? Có luôn. Dạ, bố lên nhà được không? Được. Hay con đỡ bà lên nha. Bò lên được. Rồi, từ từ. Bò lên. Rồi. Rồi. Con hơi khổ. Dạ, rồi bố ngồi với con nha. Năm nay bố nhiêu tuổi? 87. Thôi, cũng cao rồi. Ngồi xuống rồi dạ. Không đổi. Gì là con hả? Con bố hả? Vậy cô bà đi ra đây ở bán đậu. Dạ. Ở đậu nhà đây. Còn dạ. Mình sống vậy nữa. Ra để đây bán kiếm sống qua ngày chứ không có lấy gì sống giờ. Dạ. Khổ quá hả bố. Đuổi tới đuổi luôn hoài. Ủa đất này không phải của bố hả? Dạ. Mình khơi không? Đất của chùa mình ở ké hả bố? Mà mình có trả tiền không? Không. Không mà tao cho mình nở hôm nay á con. Dạ con tới thì có một cái phần quà của anh Trường Quỳnh gửi cho bà Út á. Dạ. Là có 10 kg gạo nè, hùng mì với lại đồ nêm nếm nha. Bà Út ăn thấy Thảo nha. Còn chúc cho mấy con mạnh giỏi. Dạ. Bà Út giờ đâu có làm gì được đâu ha. Làm gì được đâu. Bà có đi khám bệnh không? Có đi khám thì không có tốn tiền mà con nghèo rồi nó bán thì không nghèo con xin hoài. Dạ không lấy xin tiền hoài đi khám bệnh hả bà Út? Dạ. Không lẽ xin hoài. Thôi con cũng cầu chúc cho Út, bà Út mau hết bệnh nha. Dạ. Còn khóc cha mẹ đồ mạnh giỏi. Dạ dạ, con cảm ơn bà Út nha. Con với chị Hằng đi phát cho người khác nữa. Dạ, bà Út mau hết bệnh nha. Dạ, con chào bà nha. Chúc khỏe nha Út. Dạ, con đi nha. Mày giờ chắc ông cũng lãng tai sợ nói không nghe quá. Sống một mình ha anh Tùng. Đó, có mình anh là. Ông ơi, chào ông. Ông nghe. Ông ơi, tụi con bé tới tặng quà ông Phương. Đó đồ. Chào ông. Hai chồng cũng lưu lạc ở đây vậy đó, bỏ mắt rồi giờ cũng sống cùng lũi vậy đó. Dạ, sống giữa đồng vậy, không chắc không có đi làm gì dạ, đâu á. Dạ. Dạ, con tặng con hôm nay ông. Dạ, ở đây cũng được rồi ông ơi. Dạ, ở đây nha ông ơi. Ông thì cũng hơi bị lãng tai á chú ơi. Cũng còn cái gì hả? Dạ. Ở bên này được rồi không? Nay con thay mặt cho chú Trường Quỳnh đó có gửi cho ông cái phần quà. Đây, gồm có 10 cái gạo, mì, đồ nêm nếm nha. Dạ. Dạ. Ông bị lãng tay, ông chắc không có nghe được đâu ha. Thôi chúc em đi. Vậy thôi, chắc con hỏi không được đâu, bây giờ con đem đồ vô cho ông nha. Chúc ông nhiều sức khỏe nha. Rồi, vô ông ơi. Rồi, con đi nha. Con đi nha. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn ông. Bà Tư có dạo bà Tư. Vô đây nè. Thôi mình đi ra ngoài luôn cũng được nữa. Dạ. Coi bà Tư bà làm cái gì. Bà Tư sống một mình hay sao anh Tùng? Cháu hả? Chị Hằng với em sắp đứt rồi đó chị đừng có đập nữa. Con chào bà Tư. Chào bà Tư. Tư đang làm gì ngoài đây vậy? Lại nước mắm nấu rồi, cái chuyện mưa rồi chứ chẳng tắt. À, nấu nước mắm hả? Chỉ tô nữa. Dạ, cảm ơn. Nay con tới có anh Trường Quỳnh á, có gửi cho bà Tư phần quà. Dạ. Đó, 10 kg gạo nè, mì và đồ nêm nếm nữa. Dạ, vậy cảm ơn các cô với chú. Dạ. Bà Tư khỏe chưa? Khỏe không? Cũng khỏe mà đường cái giò. Cái giò bị cái gì? Bị khớp nó đi không không được. À. Trong nhà lần theo vách chứ đi không không được. Bây giờ có cái gậy này đi mới được. Dạ, đi ông về đi chút chút vậy đó. Bà Tư sống với ai? Có đứa con một à.
Trai hả bà Tư? Gái. Gái. Đi mặn đừng nhờ nó đó. Trời, có chồng chưa? Chưa, nó ở vậy luôn. Ở vậy nuôi bà Tư? Dạ, 40 tuổi, 45 tuổi rồi. Dạ. Bà Tư cũng cực hả bà Tư? Giờ mình đi vô nhà bà Tư ơi. Dạ. Dạ, hồi hàng ngày bà Tư không có đi làm gì hết, chỉ ở nhà quanh quẩn thôi. Quanh quẩn cái nhà thôi. Dạ. Giờ bà Tư nấu nước mắm xong rồi đi vô nhà. Nhỏ con nấu rồi. Con nấu mình ngao mình canh. Tôi không có tay đâu coi đâu đậy lại để sợ mưa đó. À mưa nó bị hư. Đi. Đi vô bà Tư ơi. Dạ vô nè. Có gạo này bà Tư vui không? Vui chết tàn ơi. Nhờ đó cô ơi. Dạ. Không đủ ăn nữa. Dạ. Ngày tôi đa rồi nó cũng lớn tuổi rồi. À đây con về bà Tư vô. Dạ. Cái này gạo này chắc hai mẹ con ăn cũng được lâu rồi nha. À một tháng ăn hai bịch á. À một tháng là ăn hai bịch hơn. Dạ thì nay con tới đó gửi cho bà Tư đó nha. Dạ cái này là gửi sớm rồi, cái này gửi sớm rồi làm. Dạ của một anh Trường Quỳnh gửi chứ không phải là của bên xã nha. Rồi rồi đi đó. Lằn cái vách này đi vô. Dạ. Bà Tư bị cái sao, cái chân bị sao? Bị khớp mà 4-5 năm nay rồi. Bà Tư không đi khám hả? Có đi khám mà điểm năm ngoái, năm nay đi gậy ra mấy năm trước rồi còn đi khâm được. Rồi mình uống thuốc nó không giảm sao bà Tư? Không giảm, nó yếu, ngày nó yếu rồi. Ừ. Dạ. Dạ, thì con chúc bà Tư cũng mau hết dạ. Bệnh nha. Dạ, dạ, đỡ cảm ơn nha. Dạ. Rồi, nhà bà cái Tư nhà đây. Cái nhà này cũng ấp cho dạ. cho đó. Từ thiện người ta cho bà Tư. Từ thiện cho, dạ. Dạ, cảm ơn các cô nha. Dạ, rồi, dạ. Cảm ơn bà Tư. Bà Tư đi vô đi nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Hai chị em con đi phát tiếp nha. Dạ. Rồi, rồi, chào bà Tư. Dạ, xấu quá vậy. Dạ, tại vì tụi con mắc công chuyện á. Dạ. Bây giờ mới đi được. Con đi nha. Con chào gì? Các thầy nghỉ bán số luôn hả? Nghỉ rồi, nhỏ nó bệnh nhà nè. Dạ nuôi bán. Chào anh nha. Nhỏ mấy anh mấy chị có lòng hảo tâm tới tặng quà. Dạ, cảm ơn nha. Chị ngồi với con xíu nha, dì thứ mấy, con xưng gì sao? Dì thứ tư. Dì thứ tư, dì tư nha. Nay con tới có một phần quà của anh Trường Quỳnh nó có gửi cho dì tư. Gồm có thùng mì, 10 cái gạo với đồ nêm nếm. Dạ, dì dì tư có làm gì không? Dì tư ở nhà nuôi bệnh, nó bệnh với hai đứa cháu. Anh bị bệnh lâu chưa anh? Năm ngoái, năm nay 2 năm rồi, có đi điều trị gì không ơi? Có, nguyên nằm bệnh viện, cảm mà thuốc men, uống chích hàng ngày. Dạ, rồi giờ có đỡ hơn không dì Tư? Nó ho là nhiều, ho là lâu. Rồi bệnh đó rồi mình chữa là hết không? Thấy chích thuốc này hoài, thấy nó cũng còn ho, mà đêm nó ho nhiều. Rồi anh có vận động hay là đi làm gì không có được nữa ha? Anh chỉ ở nhà thôi hả? Hồi năm ngoái chả nó mặn được, trên Đồng Nai nha, mặn dạ. Được rồi giờ đây rồi nó không có làm gì chứ. Dạ, rồi giờ Tư cũng ở nhà nuôi anh luôn. Rồi Tư ở nhà nè. Rồi kinh tế sao Tư? Kinh tế nó thiếu hụt thôi. Dạ. Có đứa con nó khi nó mua đồ ăn cho ăn này nọ đó. Phải gì mà nó đựng bệnh rồi gì bán cái số không có dạ, tiền rồi nó bệnh thì sao vậy nó bán được. Anh bệnh thì nhà cũng thiếu hụt mà trước sau dạ. Thì nay con tới có phần quà con gửi cho Tư với anh ăn lấy hảo với hai chị em con nha. Dạ rồi. Hai con nha. Dạ, chúc anh mau hết bệnh nha anh. Dạ. Con chào dì, con chào anh nha, em chào anh nha. Rồi em chào chị, con chào ông Bảy, con chào ba. Này ông Bảy ơi, ông Bảy ra nói con vài câu nha. Này ông Bảy hả? Ông Bảy. Ôi ơi mẹ khóc. Này con tới ông Bảy có một cái phần quà của anh Trường Quỳnh gửi cho nhà ông Bảy nha. Gồm có một 10 cái gạo nè. Mì, một ít đồ nêm nếm. À, bà Bảy có bị bệnh lâu chưa ông Bảy? 4-5 năm nay. Là bà Bảy bị bệnh gì ông Bảy? Tai biến. À lại là tai biến hả? Thành ra đồ chơi răng không? Dạ. Rồi ông Bảy không có đi làm gì hết, cũng ở nhà luôn. Bảy mấy tuổi còn làm. Bảy mấy tuổi nữa, không có làm được nữa. Chị là sống chung luôn hả chị? Mới về đây rồi, trước là thành phố. À, về đặng lo cho ông bà. Dạ. Thì giờ ông bà cũng không có đi làm được nữa. Dạ. Là kinh tế với gia đình thì phụ thuộc vào chị đây. Chị có đi làm không chị? Ở nhà may đồ, có ông mà đảm đi làm rồi. Dạ. Cũng hơi cực hả ông Bảy? Ông Bảy có tiền tháng chưa? À. Tiền có tháng xã cấp á, tiền hỗ trợ lương hưu á, bà thì có mà ông thì chưa có, cũng cực lắm không? Thì thôi nay con tới con gửi cho ông với bà với chị phần quà ăn lấy hảo với con nha. Dạ rồi chúc qua cho ông với bà nhiều sức khỏe nha. Rồi chào ông. Ông Út ơi. Con chào ông Út. Anh chị có hảo tâm rồi đến tặng cho ông quà. À, con chào ông Út nha. Ừ. Rồi, cảm ơn.
Dạ nay có anh Trường Quỳnh đó có gửi cho ông Út cái phần quà gồm có 10 cái gạo, một thùng mì, đồ nêm nếm cho ông Út ăn nha. Ông Út bao nhiêu tuổi rồi? Tám mấy rồi. Giờ Út lãnh tiền hưu. Lãnh tiền có tiền hưu rồi. Khoảng 7 năm nay rồi. À rồi. Ông Út sống với ai? Có mình hả? Có mình hả? Rồi nấu nướng mình ăn luôn. Nhớ này nấu cơm đem ra. Dạ. Ai? Ba chết rồi. Bà mất rồi. Ừ. Mấy đứa con ở thứ 8 kìa. Dạ. Rồi ông Út có sống của mình nên hả? Ừ. Ông Út có bị bệnh gì không? Hả? Ông Út có bệnh không? Có. Nó mệt. Dạ. Nó mệt đi bệnh viện lãnh thuốc. Dạ cũng đỡ ha ông Út. Ừ. Thì nhà con với chị cũng xin chúc cho ông Út có nhiều sức khỏe nha. Giờ cũng tối rồi, mấy chị em con đi phát quà tiếp nha. Rồi, hai chị em con đi nha. Con chào bà nha. Chào mấy chú nha. Rồi. Con nay con tới có một anh tên là Trường Quỳnh có gửi cho bà thứ mấy bà? Thứ ba. Bà ba một cái phần quà gồm có 10 kg gạo, một thùng mì với đồ nêm nếm nha. Bà sống với ai? Bà sống với ai? Sống với nhiêu một quá. À. Có hai mẹ con à. Dạ, bà nhà hàng ngày bà ba làm gì? Đau hoài ông mạnh vậy đó. Dạ cũng cực hết rồi bà. Năm nay bà ba bao nhiêu tuổi? 71. Vậy là chưa có tiền hưu, vậy là chị ở nhà. Chưa có. Dạ. Rồi anh Út nuôi bà ba hả? Ừ. Dạ cũng cực ha. Thì thôi nay hai chị em con cũng có phần quà gửi cho bà ba ăn lấy thảo nha. Dạ. Rồi hai chị em con đi tiếp nha. Rồi dạ. Chào bà ba, chào mấy chú, chào dì nha. Dạ rồi. Rồi con chào bà hai. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Bà hai ơi, nay con tới đó thì có một anh á, tên là Trường Quỳnh gửi cho bà hai á, cái phần quà đây. Dạ. Gồm có 10 kg gạo, một thùng mì, đồ nêm nếm nha. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Bà hai sống một mình hả? Dạ, con ở xa chút đi. À. Nó đuổi ăn nè. Rồi ông mất lâu chưa bà hai? Mất hồi hơn tháng Giêng nè, bữa 27 tháng Giêng. À. Rồi giờ bà hai ở nhà mình nên tự nấu nướng hả? Tự nấu nướng nè. Con nghe chị nói là bà hai bị tai biến nhẹ. Dạ. Rồi bây giờ bà hai đỡ chưa? Đỡ rồi. Đỡ rồi, có uống thuốc không? Uống dữ lắm. Vì thuốc thì người ta đưa rồi tiền cái ở sớm thì nữa là ngay ta cho quà. Dạ, rồi cũng đủ sống. Đủ sống. Dạ. Chảo thì ăn không biết. Dạ, không có đi làm, không đi làm được nữa. Dạ. Thì ăn cũng đủ sống ha. Dạ. Thì nay cũng có. Có dạ, không có tiền trong túi nhưng mà đủ sống thôi, đủ để ăn được thôi. Thì thôi con gửi cho bà hai cái phần quà này nha. Chúc bà hai mau hết bệnh nha. Dạ. Hai chị em luôn mình đi. Hai chị em cũng đi. Rồi. Mày phải không? Dạ. Ở đâu rồi? Có chào gì? Chào bà hai. Đây. Nay con đây hai chị em con tới á, nay thì có một cái phần quà của anh Trường Quỳnh gửi cho bà hai nha. Có gạo, đồ nêm nếm, mì. Bà hai sống với ai? Trong nội mà nó phần ngày thì nó đi gặp con. Mướn á. Dạ. Ông mất. Bây giờ bà sống chị đó. Bây giờ mấy đứa cháu ở dưới đầm. Còn mấy đứa nhỏ nó không bà đau không bà ở dưới ai nữa. Rồi nó đem về đây cái nó mất nhà nó cho. Dạ, cái nhà này là người ta cho bà. Cho. Mấy đứa cháu mà ở Bình Dương á. Dạ, nó cho. Ừ, 5-7 anh em nó chứ mà nó cho. Bây giờ bà hai có đi làm gì không? Hai giờ đi có nổi. Nhức mỏi cái chân bị nhức hả? Có đi chữa chị chưa? Có nào đi lãnh thuốc ở trong nhà thương người đó mất. Dạ. Mà ta cho cái mà bảo hiểm. Mình lãnh thuốc miễn phí mình uống. Rồi có đỡ phần nào không bà hai? Đỡ con mà điều. Mới nào hay đi rồi cái ở dưới người ta thuốc nam. Dạ. Người ta cho mình thì. Dạ. Thì dạ con cũng cảm ơn nhiều. Thì bây giờ con có phần quà này con gửi cho bà hai á, mong bà hai có thiệt nhiều sức khỏe nha. Rồi bà hai ăn gạo với mì được của tụi con nha. Chào bà hai nha. Rồi chị. Rồi nay em tới thì có một phần quà của anh Trường Quỳnh gửi cho chị nha, gồm có 10 kg gạo, thùng mì, lại đồ nêm nếm. Chị ở với ai chị?
mỗi hai con nhỏ chồng đi làm xa. Chồng đi làm xa hả? Dạ. Rồi ở cái nhà này chắc cũng lâu lắm rồi hả chị, nó cũng dột về. Mưa là dột ướt hết đó chị. Mì nó ướt làm sao chị? Ăn trước này cũng không đến nổi. Dạ, rồi dạ. Rồi bé lớn nhanh như tuổi chị? Nó 4 tuổi nè. À nằm chổng hả? Dạ. Rồi cái nhà này chị cắt lâu chưa? Cắt được 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy hả? Cái này là đất của chị hay là? Đất của bên chồng, bên nội. À rồi cắt tạm ở đây mình ở vậy đó hả? Rồi chị đi làm gì? Giữ hai nhỏ chứ ông xã làm. Ông xã làm không hả? Cũng cực hả chị? Dạ. Nhà cũng nhỏ mình làm chứ cũng cực. À, thì thôi nay em tới có phần quà gửi anh chị ăn lấy Thảo với em nha. À, chị đi nha. Đi nha, đi phát quà tiếp nha. Mưa rồi. Em đi nha chị. Ba ơi. Con chào ba. Trời ơi. Cháu con mình à, có cái cầu khỉ. Không con không cháu luôn. Mình đứng ở đây thôi. Ở nhà đó kìa anh. Dạ. Đây. Nay con tới có một cái phần quà của anh Trường Quỳnh gửi cho bà nha. Gồm có 10 kg gạo, hùng mì, đồ nêm nếm. Bà sống một mình. Dạ. Bà nhiêu tuổi rồi? Được chị cũng gắt. Chắc bà cũng lớn tuổi. Vậy là bà cũng lớn, con cũng không biết bao nhiêu. Bà không có đi làm gì hả? Dạ không có mần gì. Dạ. Già lắm mần gì cơ. Bà không có nhớ tuổi thôi. Rồi rồi ai nuôi bà? Không ai nuôi bà hả? Dạ không ai nuôi cho cũng ở mình. Dạ cũng cực, nhưng mà giờ trời mưa chắc con không hỏi thăm bà nhiều được á. Tụi dạ, con phải đi về á bà. Dạ, vậy thôi dạ. Con gửi bà ăn lấy Thảo với hai chị em tụi con nha. Rồi hai chị em tụi con về. Về nha bà. Còn một phần nữa, nhưng mà tới như trời cũng đã tối rồi, với trong đồng hộ này cũng nghèo. Dạ. Khó đưa đi quá, thành ra giờ cũng như tôi xin tôi giữ lại đó. Dạ, tại anh tụi đây cũng là phó ấp. À. Dạ, thì mai anh gửi giúp em nha anh. Cái phần còn lại thì đã đủ là tổng cộng 17 phần rồi đó chú Trường Quỳnh. Thì nay hai chị em cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Con hy vọng là sẽ có thêm nhiều cái chương trình thiện nguyện gì nữa để cho bà con á bớt khó khăn đi. Giờ mưa rồi, hai chị em con với mọi người cũng xin kết thúc video tại đây nha. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Chào chú. Cảm ơn anh chị luôn luôn. Dạ. Dạ.